Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây, chào mừng mọi người tới với một bữa cơm tối của gia đình Ngọc. Hôm nay các bạn thấy cơm tối nhiều màu sắc không? Đậu que, dưa leo, dưa hấu, này biết chay không? Cho ăn chay. Rồi đây, một dĩa thịt kho trứng của bà Hai. À, nhìn màu sắc dữ dằn chưa? Rồi á, thịt thì hôm bữa nay thì chồng Ngọc ánh sang với cơm. Còn Ngọc thì bữa nay Ngọc sẽ cuốn bánh tráng. Còn bà Hai thì chắc bà Hai với cơm. Rồi, em bé chay xì cay hôi xì dơ. Làm gì á? Đó, đó. Làm gì á? Ăn không? Mâm mâm không? Mâm mâm thì ngồi lên. Mâm mâm thì ngồi lên, chuẩn bị mâm mâm. Rồi, ngồi lên nha. Rồi một chị ngồi lên. Mâm mâm, bê bê. Mâm mâm. Để đây, giữ vô mẹ mới cài cho được. Tinh, 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 tinh. Ê, ngồi giữa vô mẹ mới cài vô được. À, rồi đeo áo giáp vô. Trước khi đánh trận là mình phải mặc áo giáp để chống đạn, thấy không? Áo giáp này mình có thể chống được những cái thức ăn mà dơ vô cái áo mình, thấy không? Mà dơ vô áo mình thì mình giặt nó có ra. Vô. Đó, sẵn tay áo lên luôn. À, giữ chưa? Cô chú ơi, chay bắt đầu sẵn sàng rồi. À. Xin chào các bạn. Hello everybody. Đây, xin chào cô chú đây chay. Hello. Giờ cũng muốn ăn gì đó mẹ nghe đây. Đây cô chú ơi, lâu quá chay chưa có ăn dưa hấu. Này cho chay dưa hấu nha, mẹ lấy mấy cái hộp nhỏ nhỏ này ra nha. Con nói làm sao? Đưa. Con nói làm sao? Nè. Nói làm sao? À mẹ chưa? Giỏi. Bỏ cái dũa này xuống. Khoanh tay lại. Khoanh tay lại nè. Giỏi, ăn đây. Ăn cái đầu này nè con, nó ngọt con. Ăn thử đi con. Ăn thử đi. Trời ơi, bà đặt xỉa cái này, xỏ cái nĩa vô nữa. Không màu quá, ăn đãi đi. Ngon lắm. Đây nè, mẹ ăn thử cho con nè nha. Tại giờ nào giờ chưa có ăn với nó. Nè. Rồi, ăn đi. Ngọt không? Không ngọt bà Hai. Cái mấy cái dưa hấu mua Mỹ hình xui. Khó kiếm được cái dưa trái dưa hấu nào. Ngon. Không biết có ăn sao. Rồi mời bà Hai. Mời xin mời tất cả. Baby. Yes. You try it yet? I try what? The beef? Yeah. The pork? Yeah. Not yet. Ăn đi con. Ủa sao kỳ vậy, dưa hấu dễ ăn mà. Oh. Right on my foot. Dropped it. Kỳ lạ nha, cái này là cái để ăn chứ không phải để chơi nha. Thôi để bóp chơi thôi, trả đây. Không được ạ. Taste normal. Được mà, nó bình thường mà. Nè. Ngon ghê chưa? Ngon ghê chưa? Ăn đây con. Bữa nay ăn cái này mà không có xà lách. Phải xà lách kia đó hả? Không, bà Hai con ăn cái xà lách mà cái kia kìa. Dạ. Muốn ăn cái xà lách kia không? Bà ấy nha. Không, con ăn cái xà lách đó. Xà lách ngon. Để lấy con dao. Ủa mà có có gì đâu. Con muốn mà nãy là lấy ở đây đâu. Không, con ăn luôn bà Hai. Con lạ mà. Không nhân lạ thiệt. Con vừa đặc mà vừa lạ anh hết. Đúng như vậy. Bởi vì là chỉ có một trên đời mà. Ăn cũng được. Trên đời này chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời. Nghe không? Giỏi. Trời đất ơi. Mềm không? Mềm quá hả? Mềm ruột luôn. Nó có trứng cắt ra không? Dạ, thật mà trứng cắt mấy cái trứng. Cắt mấy cái trứng. Cắt mấy cái trứng. Không, còn trường con ăn xong thấy nó đắt đủ luôn. Dạ. À, để mình cắt cái trứng vô ha. Trời đất ơi, nãy giờ con đi tới đi lui cái bánh tráng cũng mềm rồi. À, cái bỏ một miếng vô. Que bà Hai vô đó. Muốn lấy cái gì đồ chấm không? À, đúng rồi, quên. Lâu mới ăn cái này một lần chứ. Cái quên đủ thứ hết đó. Đây, con ăn trứng không?
chín rồi. Xỉ vô đi, xỉ ăn thử một cái thôi. Merci bà hai. Là bà hai hút từ đằng đó hả? Vậy. Xin mời tất cả mọi người. Rồi quen mà bà quay dành dễ không? Thiếu để nguyên cũ mà dày quá, có ăn khó. Bởi con cũng lạ nữa. Cũng là đầu quen mà bà bây giờ đang thích hơn là để nguyên cái. Bà cũng thích làm vậy. Bà hai thích làm vậy tại dễ nhai. Bà không có ăn. How is it baby good? Chú Bình gọi. Chú Bình nhờ ấy thôi. Ngay cái kia nhiều người coi không? Chú Bình cũng được khá nhiều người quan tâm đó bà hai. Ông ngoại của con à, ông ngoại năm này lanh hơn ông ngoại bảy phải không? Hay là ông ngoại bảy lanh hơn ông ngoại năm? Bà hai coi YouTube là bà hai biết rồi. Em tại vì không có nghe ông ngoại na bảy nói chuyện nhiều. Thì đó, bởi vì ba con ăn nói thì không có bằng chú Bình. Ba con thì im hiền nhé. Nhưng mà không có giam buôn bán hả? Nói chung trong nhà con mấy bác mấy chú con ăn giỏi. Chú nào bác nào có gian nói chuyện, có duyên nói chuyện, có chuyện đàng hoàng. Mấy con có bước vô cùng cái gen. Oops. Cái gen con không phải con nói chuyện hay, không phải là con nói là con hay ho gì, nhưng mà được cái gen mình nói chưa, nói chung là mình cũng biết nói cảm tình, mở miệng cho nó có cảm tình với người ta. Trời ơi, sao này nó mở gì, nó nãy bà ăn hai cục mỡ. Lâu quá mà ăn thèm quá. Ủa vậy hả? Ừ. Bà thèm hai, ăn hai cục mỡ. Đây nè, thịt nè. Không, bà thích ăn thịt, bà thèm mà. Bà thèm mỡ. Phải không? Thì vậy tự mình ăn mà. Bởi ngày tự mình ăn mà, tự mình thèm quá mình phải ăn. JDJDJ. Ngày nào cũng uống á, sao sao á. Đây đừng có đổ thừa con nha. Cái này con không có cho ăn à. Có thịt đó mà không chịu gấp ăn rồi mốt đổ thừa. Trời ơi, qua đây con cho bà ăn quá, riết bà lên mỡ. Trời ơi này con, bà không ăn ai ép bà nổi. Thiệt. Mấy bạn thấy bà hai. Bà hai ăn đi. Ừ rồi rồi, để nó đi. Bà thích là bà ăn, bà không ăn không ai ép bà nổi. Hả? Thiệt tình đúng luôn, nói câu đó đúng luôn á. Bà hai mà không ăn rồi thì có trời mà ép. Không có dị bụng nha, bà hai là không có dị bụng ăn à nha. Ờ, bà hai không có dị bụng á. Thả mà không ăn là mặc dù ấy bà cỡ nào bà cũng không ăn, không ăn đâu á. Không có bao giờ bà hai dị bụng ai đó. Cái gì con? Con nghe ra cho nè. Mệt quá. Không có dây con, không chịu làm quà. She's tired because she doesn't get her afternoon sleep because that's when I come home. Ủa không có ngủ hả bà hai? Ngủ 4 tiếng mà chưa. Là từ hồi con đi làm xong cái giấc đầu tiên. Ăn xong rồi hết đầu tiên rồi. 4 trang ngủ. Ngủ miếc. Tới mấy giờ? Tới bến mà gần 2 giờ dậy. Dậy bà cho ăn. Rất gần á. Ừ. Ăn thử cái uống chai sữa nữa. Rồi cái bỏ vô cái không ngủ luôn. 5 giờ bà bỏ vô không ngủ. Dạ đang ngủ con giấc rồi. Dạ giấc là 3 bóng tiếng. Hình như lớn rồi. 3 bóng tiếng. Đổ giấc. Ừ. Tối nay nó ngủ sớm cho con ngủ. Hôm ngủ ngon. Mầm 12 giờ nó ngủ. Ừ. Lúc rồi bà còn nó thảo thảo nó vậy á, nó vô rồi nó mệt lắm, nghe những ngắn hồi cái bà đi mất tiêu rồi. Đi đâu lên anh chờ đợi mỏi mệt vậy? Không biết đi đâu nữa mà đi không nghe gì. Oops. Cô bên bên ngoài cô ở đường cô không biết luôn. Yeah, nice fresh chunk.
Nó thích ăn nhau. You're the waster. Em mới bắt đầu ăn rồi. Từ từ em phải biết. Từ từ con có gì nữa. Anh đi làm không? Cho anh ăn cũng tốt. Ngon mà. Đúng mà. Mà thấy người ta ăn như là chấm với thịt cá gì đó phải không? Ngon lắm phải không? Chấm với gì? Nước thịt cá gì đó. Ủa cái nào vậy bà hai dưa leo chưa bao giờ chấm nước sạch hả? Cái này nè. Dưa hấu. Dưa hấu. Dưa thái. Dưa hấu ăn chung với cơm má chén được chứ. Bê bê Thái bê 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 bê. She's having a sissy fit. Who wants nook? Nước hả? Từ từ em còn mới chấm miếng dưa. Thả miếng ra, nhả dưa ra. Đúng rồi, giỏi. Mày la nó hoài bởi vậy nó. Nữa không? Bực mình rồi. Nữa không? Uống không? Đã không? Uống không? Thôi được rồi đó, đủ rồi em không cần. Troublemaker. You having a good meal, baby? Yeah, I'm full. Really? Vẽ gì rồi? Couple pieces of ham, couple pieces, two eggs. Trời ơi, có cái miếng thịt rồi. Bạn có miếng thịt ba rồi, đây nhìn thấy đã không bạn? Couple pieces of pork, two eggs, a salad and a bread. That is it. Cắn vô, trời ăn cắn vô cái này hả? Cái bánh tráng nó vừa dẻo, cái miếng thịt mỡ vừa béo. Chỉ có một trên đời luôn á. Ate the eggs whole. Trên bầu trời chỉ có một mà thôi. Và bà hai chỉ có một trên đời. Bad girls, bad girls. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Quậy quá mà biểu. Quậy quá? You wanna go? Nhưng mà biết sao không? Khi mà mình làm cái bọn mọi người biết không? Khi mà làm cái video clip á, mà con trai nó la vậy đó, mà mọi người thấy Ngọc không có la, Ngọc không có ấy á, là tại vì Ngọc đang làm video clip. Chứ không lẽ bây giờ Ngọc đang làm video clip mà Ngọc la rồi Ngọc dạy nó trước ống kính, đúng không? Nhưng mà tại vì có một cái chị kia comment nói tại sao mà không dạy con trai. Nhưng mà em nó còn nhỏ quá con, mấy cô chú thông cảm cho em chút xíu. Nói tại sao con trai bây giờ nó lớn rồi mà để nó ngồi nó la sùm mà không chạy nó. Trời đất ơi, đây bây giờ đang làm cái video clip. Cái video clip mấy bạn thật sự Ngọc nói hoài. Cái video clip này mấy bạn coi có mấy 20 phút à. Khi mà ăn uống xong này kia khác nọ rồi Ngọc dọn dẹp, rồi lúc đó Ngọc mới dạy con Ngọc 24 tiếng đồng hồ. Đó, nên là mọi người coi á, mọi người làm ơn đừng có nhìn cái video rồi mọi người nói là Ngọc không dạy. Nói là bây giờ nó lớn rồi tại sao không chịu dạy nó mà để nó hư vậy. Trời đất ơi, đằng sau camera biết bao nhiêu người dạy nó, bà hai dạy nó, ba mẹ Ngọc dạy nó, Ngọc dạy nó, chồng Ngọc dạy nó. Không có ba mẹ nào mà dạy con hư hết. Chỉ là nó có nghe hay không thôi. À mẹ, ẩm. Bây giờ nó mới có 14 tháng tuổi rồi, bây giờ biết sao đây. Lần đầu tiên nó đụng tới cái bánh tráng á, lần đầu tiên nó tự cảm nhận cái độ mềm của bánh tráng như thế nào đó. Đây là lần đầu tiên nó, yeah, she feel the texture. Thế nhưng cái này là cũng là một cái hay đó. Thấy nó đụng vô rồi cái phản ứng của nó là Ngọc mới biết là lần đầu tiên nó đụng vô cái cảm giác của nó lạ nó giống như nó tự khám phá ra được đó. Bậy, cái này là bậy, còn cái này là không được đụng vô. Liếm tay đi. Ngon. Đó, nên mọi người thông cảm giùm Ngọc nha. Ngọc, các mọi người đâu biết đâu. Mọi người đâu biết là sao cái video clip này đây là Ngọc quấn nó lên bờ xuống ruộng. Không biết hả? Trời đất ơi, Ngọc quấn lên bờ. Quấn lên bờ xuống ruộng luôn. Mà đâu ai biết. Cứ nói cái tưởng là không có dạy nó mà ai biết đâu. Trời ơi, quấn lên bờ xuống ruộng. Trời, bà hai làm thêm chén nữa ta. Ôi, đây nè, đây. Không ăn thì bước xuống. Không có giỡn mặt với mẹ nghe chưa? Con không có giỡn mặt với mẹ nghe chưa dây? Hey, she said.
you want to go to sleep? You want to go to sleep? Tired. Yeah, you too tired? Nếu cơ mà thức từ hồi 2 giờ tới giờ mà không buồn ngủ. Mà một chút nữa qua cơn là thức tới khuya. Con này nó có vụ qua cơn. You're very crabby, let's take a nap. You crazy. Giờ yeah, mình take a nap chắc sáng mai 6 giờ, 5 giờ nó dậy đúng không? Thấy em không ăn được cái này miếng nào hả? Chưa con á. Học nhìn những đứa rất là quậy quậy á. Mà hổn láo á. Mà mấy trời đã coi gặp cái đứa này mà là con của mình, cái quýnh lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà tới khi tới con mình rồi đó, mình mới biết là mình không phải mình dùng cái cách đó để mình dạy nó. Đúng bài. Khi mà đụng tới mình có con rồi đó, mình thấy là chết cha. Mình bậy khi mà mình nhìn cái đứa trẻ đó mà mình nói là tại sao ba mẹ nó không chịu dạy nó. Mà người ta có dạy chứ. Mà nó đâu có nghe. Giống như mình cũng dạy con mình bảo nó còn nhỏ quá, nó chưa có hiểu gì hết. Mai mốt mà nó hiểu. Nó hiểu là mình xuống lỗ rồi. Cháu bây giờ nó không con nghe lời má giờ. Bà hai đang nói bà hai hả? Nó làm theo ý đó. Bà hai đã dành cả đời mình. Nhưng mà tự bà hai dễ quá không á. Bà không có thích chen vô cuộc sống của con cái gì hết trơn á. Nó lớn, nó nhỏ rồi nó con của bà hai. Mà nó đúng cái tuổi của nó trưởng thành rồi là nó là bạn của bà hai. Bà nói thiệt, bà đứng ăn cơm, nó là bạn của bà. Hồi mặt cuối cùng bà hai thấy bà hai còn hối tiếc không? Cũng không có gì hối tiếc hết. Cái đó do ông trời sắp đặt bây giờ. Con có đeo nách má con cho đến ngày mà ấy nữa, mà đến chừng cái giờ ghét con chướng lên là con cũng chướng à con. Bà nghĩ như vậy đó. Bà nhưng mà đâu có làm cái gì tới mức độ mà nổi chướng đồ gì dữ vậy. Thì đó hả, bà nói cái ví dụ như vậy á, phải không? Lúc mà nó chướng là đến cái tuổi chướng là chướng à. Trời. Có con là mới biết. Ai chưa có con chưa nói được gì hết. Bây giờ tụi nó có, cái nào cũng có con hết rồi. Giờ mới biết không? Ừ, dạ mới biết. Nó lắm. Bởi vậy bây giờ mà nè, má đi chơi đi, má mang đi chơi đi. Đừng có ở nhà mà. Không sợ bà ở nhà là bà thấy nhức đầu á. Nhức đầu gì? Nhức đầu con cái, cái nọ vậy đó. Tại nhiều lúc không phải cái người mà comment nó còn nhớ rõ cái người nào, tại vì cái cô đó hoặc là cái chị đó rất là hay comment vô cái mà con không biết là không biết cái cô cái đó hay cái chị đó bao nhiêu tuổi hay là có con chưa hay là làm sao thì cũng có muốn có ý tốt để mình dạy cho ông chay nó, ai mà không muốn, tại vì á con nít mà người ta muốn con thích, con nít mà ngoan mà biết ra lời thì được người ta thương chứ đó. Ai không muốn con mình được người ta thương, ai không muốn con mình ngoan dạy chứ. Mà giờ nó bơ lớn đó, thì mình dạy nó hiểu tới đâu hiểu chứ giờ biết làm sao vậy. Con no rồi, hai con xong chuyến này là con chuyến cuối cùng của con. À, con mẹ mất thì miếng mẹ giờ nó. À, giờ là đứng yên tại chỗ, dậm chân tại chỗ phải không? Hít thở chưa? Không phải muốn chứ. Còn có đứng gần nhà đứng chừng nào mà đứng lại đứng. Đó, giờ ba nó đang đẩy nó đi xe vòng vòng đó. Bà hai đang ăn đó bà hai, mà ngán nó cắn vô cái này cái đỡ ngán. Ừ. Bà hai thử ăn vô miếng này, bà hai đỡ ngán, bà hai có thể ăn cơm tiếp tục rồi. Hưng con, nào giờ chưa ăn thì đó không? Chưa có mà đang ăn, bạn la thét không?
Làm gì suy nghĩ dư rồi. Uống nước vô. Bà uống nước là bà hỏi lần tưởng nó đi rồi. Nó cứng lại. Vậy hả? Đi ăn từ từ rồi. Bởi vậy bà hai bây giờ cái gì cũng phải từ từ. Để quên nè. Cái bà hàng sớm của bà già già bà nghĩ sao mà bà nằm trong phòng bà đọc báo mà bà ăn cái miếng bánh mì sandwich mà nướng lên á, nó khô quá bà nuốt cũng nổi, bà vừa nằm mà bà vừa ăn cái miếng mì sandwich á, trời đất luôn. Rồi cái bà ra bà thở không nổi, bà mới thấy thì Quynh đâu đó tự nhiên đang đứng ở ngoài đó, nó kêu thì Quynh bắt vô, rồi thì Quynh mới đập cái vai bà. Rồi bắt đầu mới xuống luôn. Rồi bà tám mấy tuổi đó, mềm lắm con. Đó, nó cũng tuổi, tuổi hận thì nó sao rồi. Đúng rồi, hình như vậy. Nó sao rồi. Khó nuốt cái gì nè. Khó nuốt. Có hẹn đi lên răng. Nó ráng đi rồi. Cháu ráng đi rồi. Thôi. Khi mà clean răng xong á là xin lên răng này cạo cũng phải cạo vôi phải không? Cạo vôi. Xin hết cái răng bẩn sạch. Tình trạng nó đóng nó thường lắm. Thấy cái răng bẩn sạch nó không muốn ăn gì luôn á. Tại vì cái gì con không có uống cà phê đó, bà uống cà phê rồi nhiều cái kia nữa đó. Thôi phải ok, 6 tháng bà đi bây giờ từ đẳng. Ông khách, con có một ông khách một năm á, bây giờ ông đi liên răng 3 lần. Ông kỹ dữ lắm, ông khách trong nàng ông kỹ dữ. Ông nói tao đi bị biết sao, tại vì nếu mà cái răng miệng mà không có sạch sẽ nó sẽ dễ dẫn tới heart problem, dẫn tới tim ngộ lại cái đường răng của mình á, bởi vì bà sợ bà không bị nổ cái đường răng mà nó vô tới tim rất là quan trọng. Đấy, hồi ra ông nó bị làm nó sợ. Con trai này nè là lớn lên á, chỉ cần nó 13, 14, 15 tuổi rồi đó, Ngọc sẽ tốn tiền với nó về răng nhiều lắm, biết không? Cái răng của nó đang mọc giờ lẫn thưa này nè, phải đi tốn tiền cái gì qua này? Làm răng. Niền răng lại. Phải đi tốn tiền niền cái răng lại. Mấy ngàn? Một bộ là 6 ngàn. Mà ba đứa, nếu mà có ba đứa con là 18 ngàn đô tiền niền răng. Thái công nhận niền răng lại đẹp. Timote con của Sophie á. Nhiều người á niền răng xong cái mặt thay đổi rồi. Xấu mà răng nó lớn lên xấu, cái bà nó trời thôi chết rồi gì vậy? Sao nó đi niềng răng kem mà chưa có đúng tuổi á, nó cho cái khác, cho tối á mình ập vô, giờ kem mi sắc á, ập vô, giờ những chừng đúng cái tuổi nó đó, cái bắt đầu cái niềng trời hàm răng đẹp chưa? Mà chơi được không? Hàm răng đẹp chưa bà đẹp. Cả tiền cũng đẹp được. Nó đâu có cho nhiều. Càng nhiều bên đây càng nhiều. Nó là biết không? Nào giờ có niềng nó biết. Nó là đóng mắt thôi mà. Nó xả. Niềng nó bao sống? 3 năm rồi. Cái răng quan trọng bên Mỹ nhiều lắm. Mấy bà già vô tay trên đồ rụng rịu hết rồi, những cái hàm răng chắc như bắp. Răng đẹp lắm con. Cái con của cái bà khách, bà 85-88 tuổi rồi bà hai. Bà nói cái răng này của tao không đẹp, tao muốn làm thẩm mỹ lại, mà tám mấy tuổi rồi đó.
Tại vì tao muốn tao chết tao vẫn có một hàm răng đẹp. Tám mấy tuổi mà còn răng đã quá ha. Chắc như bóc ra. Đã thiệt. Ngon quá trời ngon. Ngon. Em sẽ dẹp hết nè. Ê ẩu. Rất khó. Lý do tại sao vậy? Hey. Tại sao mà cái hộp dâu đang để trên bàn mà tự nhiên con đem dục xuống đó? Cô nói mẹ nghe coi. Dụi mắt kìa thấy bà hai. Dụi mắt hoài luôn, từ lúc mà con đi làm về con thấy dụi mắt rồi. Ủa. Why you walk away from her? Hả? Okay, con bù lời kìa. Bù lời chơi lớn phải không? Nằm bộ đó con. Như đây. Đây mẹ. Đến mẹ ra rồi, cái này mẹ đi vô thay đồ con nè. Để coi coi em hiểu chưa. Em chưa có xa xa. Trời ơi thơm quá, cho em bé thì thơm dữ à. Hả, em bé thường thường chúi chắc mà sao em bé thì thơm dữ vậy. Hả, chui chui. Dạ, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Say bye bye đi chơi. Say bye bye. Con rác nhỏ. Bye bye. Bye bye. Bye bye.